Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối với 63 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo đó, hai chuyên đề sẽ được Quốc hội quyết định giám sát tối cao trong năm 2022 là chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và chuyên đề vì thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch được ban hành. Hai chuyên đề được giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát là chuyên đề vì thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và chuyên đề vì thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là những nội dung giám sát hết sức cần thiết và quan trọng. Qua hội nghị sẽ tạo sự thống nhất cao và chủ động trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác giám sát.